Hùng đang đi căng cứ thả ra là nó hồi nó im, nó giữ im, nó thả ra tự động nó chốt là nó đứng im mà anh ơi. Rồi anh em bắt cá nha. Rồi toàn nhất rồi, rồi lắm. Rồi tạm biệt 29 luôn nha. Để nhẹ nhàng, để im, đừng cho nó đông đưa gì, nó chốt lẹ lắm. Rồi đó, 758 xuống. Giờ số mấy giờ? 19 hả? 19 758. Rồi. Lọc nha anh em. Lọc nha, vừa mới vô luôn. Cám nha. Dạ cá cha rồi, cá cha rồi. Cha chim gì cũng ăn hết. Bự không? Bự không? Đồ bự ra, bự ra. Kêu 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 anh em cái bên hỗ trợ đi. Kêu anh em hỗ trợ bỏ vô căng thử 20.000 ký á Lộc ơi. Anh em câu cá thịt vô chơi nha. Ồ, mở cửa 7 giờ sáng đến 9 tối. Cá thì cứ lên lai rai đều đều vậy. Lõm quá wow. Lọc vừa vô mới quýnh sức tối nha. Con này 4 ký là kiếm 80.000 rồi. Thôi anh em rảnh vô kiếm cảnh giác nha. Chim thì cũng mới vừa thả cho anh em 150 ký nữa cho anh em quýnh chơi. Cá mắm thì thả vô chừng nha anh em, nhiều khi anh em cá mấy bạn hàng thả cá, người ta có cá người ta đưa mình thả. Thứ sáu này anh em thả cá chim tiếp cho anh em không. Quá anh em ơi, bình nó quýnh nữa nha. Cá ăn cám nha anh em, con này con thứ ba nha. Đây không phải quảng cáo nha anh An nè, đó mấy con ơi, ba con đó thấy chưa, đây đó cá chim không, cá chim ơi, cá cha. Rồi thì lại thêm 50.000 nữa. À, cá ăn cám nha anh em. Trời ơi con cá kìa, mình mẩy nó đỏ chót. Đó, ní ơi ní, sao có cá không ní ơi. Đó, tiếp tục nha anh em.
quéo càng luôn. Rồi, này chim nha, này là bên phân bên fan 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 cá chim nha, bên bên thả con đó con thứ ba. Thôi giờ tôi mão cứ cỡ vậy 50.000 con làm tớ. Con đâu bự hả? Rồi vậy là 160. Đó, vô nè. Đó. Mấy em rồi, mấy em tụi quýnh chim luôn nè. Rồi, lụm, có chân đựng lúc tay mới vô miệng đó nha, nó không biết cắn đâu nha. Rồi anh em tự tin nay cá bảo nha, năm cừu mà nó bắt cá là hiểu rồi đó. Ba bự nó có mỡ bò hả Ngọc? Ủa dễ gì, không biết đè được con bên kia không? Cũng bự à. Rồi lưỡi bọng hợp lại nha nè. Rồi lên căng. Rồi thằng vạch vỏ, thằng căng đi. Rồi vạch vỏ giùm luôn nè. Rồi bỏ vô. Rồi vịn. Vịn căng im lắm. Rồi xuống bảy mấy à, không nổi. Anh nam anh chỉ mãn nguyện là cá ăn thôi, còn thôi chè chẳng quan trọng, quan trọng là biết con cá ăn là được rồi. Rồi rồi à, anh đi vào đó. Tự tin hả? Anh tự tin hả? Ủa. Rồi, tiếp tục nha. Chào nha anh em. Ủa. Anh đồng được cục xoài 10 kg. Cá lên quá nè. Hôm nay được 23 cây. Lúc luôn anh em. Rồi cám hả con hả? Cám nha anh em.
hỗ trợ gấp giùm con cám này hợp lại nha. Rồi để bên kia hai cây nữa kìa. Cá ăn lúp súp. Dạo này nó chịu nhiệt, anh em nó ăn dữ lắm anh em ơi. Trung bình một tiếng mười mấy con ạ. Có thấy con nào đâu. Con chưa lên. Rồi. Ok. Rồi lên cân thử nha. Cám, cháo, trùng. Bún chưa thấy ai quýnh nha nè. Tám ba bốn đang nhỏ nha. Rồi thôi về. Rồi tiếp tục nha anh em. Lúp súp. 8 8 3 4 đang nhỏ. Không đè nổi con đó nhỏ. Cá đang chịu mạnh cám. Cám cháo trùng nha anh em. Mỗi tiếng trung bình mười mấy con à. Rồi, anh Đồng đang bắt cá nha nè, có hiện tượng cá bự nha nè. Coi chừng đập heo anh Đồng ơi. Nửa tiếng cho qua gặn chục con lên bờ nha nè. Chụp luôn hả Tướng Anh? Rồi Tướng Anh đang bắt cá luôn nha. Chảo gít luôn nha anh em. Anh ơi coi gì mà anh con cuối hồ anh ơi. Từ từ cái căn nó làm như nó bị mát hay gì rồi. Bỏ lên lên coi. Hạ xuống anh Đồng, hạ rút điện ra cắm lại cái anh Đồng. Rút cái dây điện ra cao á. Từ từ chứ nào em kêu bỏ lên. Rồi lắm. Rồi 10 ký 18 xuống.
trùng đó. À đâu. Đây, tiếp tục nha anh em. Cá ăn trùng nha anh em. Cám cháo trùng đầy đủ hết. Từ 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 anh để em có cho anh đi. Rồi. Rồi. Cá ăn trùng trùng đen thui thù lùi. Khang ơi Khang, ăn ơi. Rút cái dây điện màu đen ra cắm lại coi cái căn nó nhảy. Rút cái đầu cắm á, đừng rút ngay đó kia nó lỏng á. Đó cho ngon lành coi. Tắt nữa rồi. Tám ký không tám. Mà có quan trọng gì chờ cái cám đó thì anh không được anh chẹt quá mười vừa. Cá lên nha anh em, cá ăn cám nha anh em. Đó, cá ăn cám nha. Hai con cám lên nè. Lớp súp luôn. Rồi, kéo lên căng đi. Đó, tùy anh Tấn nha, giờ anh Tấn còn chống chống lỗ nào, anh Tấn thích qua lỗ nào, em cho anh Tấn qua lỗ đó đó. Chơi vui vẻ. Rồi, lên căng nha anh em, cá hai cá này đều ăn cám hết nha anh em. Vừa xuống cầm, lên cá liền. Không. Cám cái cá này ăn trùng, cái đeo này đào trùng, cái cá ăn cám. Cá trùng cái đeo cám heo. Cám nè. Đó. Từ từ, từ con, à, căng trước đi Hưng. Vĩnh, vĩnh con cá cho nó im cái nha. Rồi, em thả. Rồi, xuống, 798. 03798. Căng 03798. Cần 09644. Nè anh Tấn 11 con trống nè anh Tấn. Tấn ơi. Thích thì xuống 11 nè. À, không sao đâu, tại nghe em nó cũng mới biết chơi, nó quýnh không có gì đâu. Nó quýnh cám bình thường mà, không sao đâu. Tại nhẹ nhẹ tay giùm anh tí xíu nha tài ơi. Ok. Cá ăn trùng mạnh nha anh em. anh lưu quýnh cá thấy cá ăn trùng cái anh lưu dắt trùng vô cái cá ăn cá. Chắc bỏ nghề quá. Thôi à, Cường ơi, chiều mày coi mày trả cần máy này 4 triệu bạc cho rồi, nghỉ luôn cho rồi Cường. Được. Lấy 4 triệu. Tao nói mày đưa 4 triệu là lụm liền à, lấy chứ nghỉ chứ quýnh cái gì nữa mà quýnh. Chào Tấn Năng, chào Nguyễn Thường Di. Điện thoại được 100 ngàn hả? Ừ. Đó, cá gì đó.